phẩm 8 phẩm ước nguyện a căng vaga một la mã kinh ước nguyện a căng kha ta 71 một thời thế tôn trú ở savatthi tại jetavana khu vườn anatha pindika tại đây thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo thưa vâng bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ kheo hãy sống đầy đủ giới đầy đủ giới bổn pati mokha hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn đầy đủ uy nghi tránh hạnh thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các học pháp này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta được các vị đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và bắt trước. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các chú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục các món ăn khất thực sang tọa và các dược phẩm trị bệnh Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tĩnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các chú xứ không tịch này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, các món ăn khất thực, sang tọa và các dược phẩm trị bệnh. Mong rằng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân. Chú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi mệnh chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ, và nhờ vậy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân Chú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y áo, đồ ăn khất thực, sang tọa, dược phẩm trị bệnh. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân. Chú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta kham nhẫn với lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, sức nóng mặt trời của các loài bò sát kham nhẫn những cách nói mạ lị, phỉ báng, kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân, chú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không để lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc và bất lạc được khởi lên. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân. Chú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân. Chú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc chú. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, vân vân, chú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, với sự đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống trong các chú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi tránh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp, như vậy được nói đến. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Hai La Mã, Kinh cây gai, Cantaka Sutta. 72. Một thời, Thế Tôn Chú ở Vesali tại Đại Lâm ở ngôi nhà có nóc nhọn với rất nhiều các thượng tọa có danh tiếng như Tôn giả Chala, Tôn giả Upachala, Tôn giả Kakata, Tôn giả Kalimba, Tôn giả Nikata, Tôn giả Katisaha cùng nhiều tôn giả có danh tiếng khác. Lúc bấy giờ, có nhiều vị Lichavi có thời danh, có danh tiếng lớn đang cưỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào đại lâm để ý kiến thế tôn. Rồi các trưởng lão ấy suy nghĩ, có nhiều vị lích cha vi có thời danh, có danh tiếng lớn, đang cưỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào đại lâm để ý kiến thế tôn. Thế tôn có dạy, tiếng ồn là cây gai cho thiền. Vậy chúng ta hãy đi đến Gosinga, khu rừng cây Sala. Tại đấy, chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Rồi các tôn giả ấy đi đến Gosinga, khu rừng cây Sala. Tại đấy, các tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Chala ở đâu upachala ở đâu kakata ở đâu kalimba ở đâu nikata ở đâu katisaha ở đâu này các tỳ kheo các trường lão đệ tử ấy đi đâu ở đây bạch thế tôn các tôn giả ấy suy nghĩ như sau có nhiều vị lichavi có thời danh có danh tiếng lớn đang cưỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng, đi vào đại lâm để ý kiến Thế Tôn. Thế Tôn có dạy, tiếng ồn là cây gai cho thiền. Vậy chúng ta hãy đi đến Gosinga, khu rừng cây sa la. Tại đấy, chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không chen trúc. Bạch Thế Tôn, các tôn giả ấy đã đi đến Gosinga, rừng cây xa la tại đấy các tôn giả ấy sống an ổn không ồn ào không chen chúc lành thay lành thay này các tỷ kheo trả lời như các đại đệ tử ấy đã trả lời là trả lời một cách trơn tránh này các tỷ kheo tiếng ồn là cây gai cho thiền đã được ta nói như vậy này các tỷ kheo có 10 loại cây gai này. Thế nào là 10? Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cây gai. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh tướng là cây gai. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai. Với người sống phạm hạnh, thân cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng thiền thứ nhất tiếng ồn là cây gai. Với người chứng thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với người chứng thiền thứ ba, hỉ là cây gai. Với người chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra là cây gai. Với người đã đạt được diệt họ tưởng định, tưởng và thọ là cây gai. Tham là cây gai, sân là cây gai si là cây gai. Này các tỷ kheo, hãy sống không phải là cây gai. Này các tỷ kheo, hãy sống rời khỏi cây gai. Này các tỷ kheo, hãy sống không phải là cây gai và rời khỏi cây gai. Này các tỷ kheo, không có cây gai là bậc A la hán. Này các tỷ kheo, rời khỏi cây gai là bậc A la hán này các tỷ-kheo vị không có cây gai và rời khỏi cây gai là bậc a-la-hán ba La Mã kinh pháp lạc ít hadma su ta 73 có 10 pháp này các tỷ-kheo khả lạc Khả hỷ Khả ý khó tìm được ở đời thế nào là mười tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời, dung sắc, vân vân, không bệnh, vân vân, giới đức, vân vân, phạm hạnh, vân vân, bạn bè, vân vân, nhiều trí, vân vân, trí tuệ, vân vân, các pháp, vân vân, thiên giới khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Này các tỷ kheo Mười pháp này Khả lạc, khả hỷ, khả ý Khó tìm được ở đời Này các tỷ kheo Đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý Khó tìm được ở đời này Mười pháp là những chướng ngại Thụ động và không hăng hái Là chướng ngại cho tài sản Không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức không chế ngự các căn là chướng ngại cho phạm hạnh lừa dối là chướng ngại cho bạn bè không học tập là chướng ngại cho nhiều trí không nghe không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ không có chú tâm không có quán sát là chướng ngại cho các pháp. Tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới. Này các tỷ kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời này, mười pháp này là những chướng ngại. Này các tỷ kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời này, mười pháp này là những thức ăn. Không thụ động, hăng hái là món ăn cho các tài sản. Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc. Hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh. Thiện bằng hữu là thức ăn cho giới đức. Chế ngự các căn là thức ăn cho phạm hạnh. Không có lừa dối là thức ăn cho bạn bè học tập là thức ăn cho nhiều trí khéo nghe biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp tránh hạnh là thức ăn cho thiên giới này các tỷ kheo đối với mười pháp khả lạc khả hỷ khả ý khó tìm được ở đời này mười pháp này là những thức ăn bốn la mã kinh tăng trưởng vadisuta bảy mươi bốn này các tỷ kheo do tăng trưởng với mười tăng trưởng này vị thánh đệ tử tăng trưởng thánh tăng trưởng nắm được tinh hoa và nắm được tối thắng của thân thế nào là với mười tăng trưởng tăng trưởng ruộng đất tăng trưởng tài sản lúa gạo tăng trưởng vợ và con tăng trưởng những người nô lệ kẻ làm công tăng trưởng các loài bốn chân tăng trưởng lòng tin tăng trưởng giới tăng trưởng nghe nhiều tăng trưởng thí tăng trưởng trí tuệ này các tỷ kheo do tăng trưởng với mười tăng trưởng này vị thánh đệ tử tăng trưởng thánh tăng trưởng nắm được tinh hoa và nắm được tối thắng của thân ai đời này tăng trưởng tài sản và lúa gạo tăng trưởng vợ và con cùng các loài bốn chân được danh được kính trọng như người nhiều tài sản từ bà con bạn bè và những người quyền thế ai ở đời tăng trưởng lòng tin và giới đức trí tuệ và cả hai bố thí và nghe nhiều, người như vậy là người chân nhân và có mắt, ngay ở trong đời này tăng trưởng cả hai phần. Năm La Mã, Kinh Migasala. Migasala Sutta. 75. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Bindika. Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến chú xứ của nữ cư sĩ Migasala Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi cư sĩ Migasala đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên nữ cư sĩ Migasala bạch tôn giả Ananda. Thưa tôn giả Ananda, như thế nào, thế nào cần phải hiểu Pháp được Thế Tôn thuyết giảng rằng người sống phạm hạnh và người sống không phạm hạnh, cả hai sẽ đồng một chỗ thọ sanh trong đời sau. Thưa tôn giả, phụ thân con, Purana, sống phạm hạnh, sống viễn ly từ bỏ dâm dục hèn hạ. Vị ấy, sau khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời, là bậc nhất lai, sanh ra với thân ở Tusita. Còn Isidatta, cậu của con, thưa tôn giả, sống không phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình. Sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời, là bậc nhất lai, sanh với thân ở Tusita như thế nào thế nào thưa tôn giả ananda cần phải hiểu pháp này do thế tôn tuyên thuyết cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai này chị chính như vậy là câu trả lời của thế tôn rồi tôn giả ananda sau khi nhận đồ ăn khất thực tại nhà của nữ cư sĩ migasala từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi rồi tôn giả Ananda sau khi khất thực ăn xong trên con đường trở về đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả Ananda bạch thế tôn ở đây bạch thế tôn vào buổi sáng con đáp y cầm y bát đi đến chú xứ của nữ cư sĩ Migasala sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. rồi nữ cư sĩ Migasala đi đến con. sau khi đến, đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. ngồi xuống một bên, bạch thế tôn, nữ cư sĩ Migasala thưa với con: như thế nào, thế nào, thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do thế tôn thuyết. cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Purana, thân phụ con, thưa Tôn giả, sống phạm hạnh, sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời là bậc nhất lai, sanh với thân ở Tushita. Còn Isidata, cậu của con, thưa Tôn giả, không sống trong phạm hạnh tự bằng lòng với vợ mình sau khi mệnh chung được thế tôn trả lời là bậc nhất lai sanh với thân ở tusita như thế nào thế nào thưa tôn giả ananda cần phải hiểu pháp này do thế tôn tuyên thuyết cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai được hỏi vậy bạch thế tôn con nói với nữ cư sĩ Miga Sala. Này chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Miga Sala lại ngu si, kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các hạng người. Này Ananda, có 10 hạng người này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là mười ở đây này ananda có hạng người hành ác giới không như thật rõ biết tâm giải thoát tuệ giải thoát ở đây ác giới ấy của người ấy được diệt trừ không có dư tàn người ấy không có nghe pháp không có học nhiều không có khéo thể nhập với chánh kiến không chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người hành ác giới, như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây, ác giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy có nghe pháp, có học nhiều, có khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây này Ananda, ai là người đo lường, đo lường như sau những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao giữa hai người ấy, một là hạ liệt, một là thủ thắng? Nhận xét như vậy đem lại đau khổ lâu dài cho họ. Ở đây, này Ananda, người này có ác giới và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, ác giới ấy của người ấy được trừ diệt không có dư tàn người ấy có nghe pháp có học hỏi nhiều có khéo thể nhập với chánh kiến chứng được nhất thời giải thoát này ananda hạng người này so sánh với hạng người trước là vi diệu hơn là thủ thắng hơn vì sao vì dòng pháp này đưa người này ra phía trước nhưng ai ngoài như lai có thể biết được sự khác biệt do vậy này ananda chớ có làm người đo lường các hạng người chớ có làm sự đo lường các hạng người tự đào hố cho mình là người đi làm sự đo lường các hạng người chỉ có ta này ananda mới có thể làm sự đo lường các hạng người ai có thể được như ta nhưng ở đây này ananda có hạng người có giới nhưng không như thật rõ biết tâm giải thoát tuệ giải thoát ở đây giới ấy của người ấy bị đoạn diệt không có dư tàn người ấy không có nghe pháp không có học hỏi nhiều không có khéo thể nhập với chánh kiến nên không chứng được nhất thời giải thoát người ấy sau khi thân hoại mệnh chung hướng về thối đọa không hướng về thủ thắng chỉ đi đến thối đọa không đi đến thủ thắng nhưng ở đây này ananda có hạng người có giới như thật rõ biết tâm giải thoát tuệ giải thoát ở đây giới ấy của người ấy được trừ diệt không có dư tàn người ấy có nghe pháp có học hỏi nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về thủ thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thủ thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây này Ananda, vân vân. Chỉ có ta này Ananda mới có thể làm sự đo lường các hạng người ai có thể được như ta. Nhưng ở đây này Ananda, có hạng người có tham rất sắc sảo. Người ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây, lòng tham của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có khéo thể nhập với chánh kiến, không có chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về thối đọa, không hướng về thủ thắng. Chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thủ thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có tham rất sắc sảo như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây, lòng tham của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy nghe pháp, học hỏi nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về thủ thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thủ thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, này Ananda, vân vân. Chỉ có ta, này Ananda mới có thể làm sự đo lường các hạng người ai có thể được như ta nhưng ở đây này ananda có hạng người phẫn nộ không như thật rõ biết tâm giải thoát tuệ giải thoát ở đây lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ diệt không có dư tàn người ấy không có nghe pháp không có học hỏi nhiều không có khéo thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về thối đọa, không hướng về thủ thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thủ thắng. Nhưng ở đây này ananda có hạng người có phẫn nộ và như thật rõ biết tâm giải thoát tuệ giải thoát ở đây lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ diệt không có sư tàn người ấy có nghe pháp học hỏi nhiều khéo thể nhập với chánh kiến chứng được nhất thời giải thoát người ấy sau khi thân hoại mệnh chung hướng về thủ thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thủ thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây này Ananda, vân vân. Chỉ có ta này Ananda mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Nhưng ở đây này Ananda có hạng người có trạo cử không như thật rõ biết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy không có nghe nhiều, không có học hỏi nhiều, không có khéo thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, hướng về thối đọa, không hướng về thủ thắng chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây này Ananda, có hạng người có trạo cử, như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây trạo cử của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát người ấy sau khi thân hoại mệnh chung hướng về thủ thắng không hướng về thối đọa chỉ đi đến thủ thắng không đi đến thối đọa ở đây này ananda ai là người đo lường đo lường như sau những pháp ấy có mặt trong người này những pháp ấy cũng có mặt trong người kia vì sao giữa hai người ấy một là hạ liệt một là thù diệu nhận xét như vậy đem lại đau khổ lâu dài cho họ ở đây này ananda người này là trạo cử và như thật rõ biết tâm giải thoát tuệ giải thoát ấy ở đây trạo cử của người ấy được trừ diệt không có dư tàn người ấy có nghe pháp có học hỏi nhiều có khéo thể nhập với chánh kiến chứng được nhất thời giải thoát này ananda hạng người này so sánh với hạng người trước là vi diệu hơn là thù thắng hơn vì sao vì dòng pháp này đưa người này ra phía trước nhưng ai ngoài như lai có thể biết được sự khác biệt do vậy này ananda chớ có làm người đo lường các hạng người. Chớ có làm sự đo lường các hạng người. Tự đào hố cho mình là người làm sự đo lường các hạng người. Chỉ có ta này Ananda mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasala lại ngu si, kém thông minh Với thân như bà mẹ Với trí như bà mẹ Để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các hạng người Này Ananda Có 10 hạng người này có mặt hiện hữu ở đời Giới như thế nào? Này Ananda Purana được thành tựu Giới ấy Isidata chưa thành tựu do vậy ở đây Purana có sanh thú khác với sanh thú của Isidata tuệ như thế nào này Ananda Isidata được thành tựu tuệ ấy Purana chưa thành tựu do vậy ở đây Isidata có sanh thú khác với sanh thú của Purana như vậy này Ananda Cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần. Sáu La Mã Kinh Ba Pháp Tazodama Suta 76 Này các tỷ kheo! Nếu ba Pháp này không có mặt ở đời, thời Như Lai bậc A-La-Hán tránh đẳng giác không xuất hiện ở đời, và Pháp luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ, ở đời thế nào là ba xanh già và chết này các tỷ kheo nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời thời như lai bậc a la hán tránh đẳng giác không xuất hiện ở đời và pháp luật do như lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời vì rằng này các tỷ kheo ba pháp này có mặt ở đời Do vậy, Như Lai bậc A La Hán tránh đẳng giác xuất hiện ở đời. Do vậy, pháp luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời. Này các tỷ kheo, không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận sanh, thời không có thể đoạn tận già, thời không có thể đoạn tận chết. Thế nào là ba? Không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si. do không đoạn tận ba pháp này, không có thể đoạn tận sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể đoạn tận chết. này các tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. thế nào là ba? không đoạn tận thân kiến không đoạn tận nghi không đoạn tận giới cấm thủ do không đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo không có thể đoạn tận tham không có thể đoạn tận sân không có thể đoạn tận si này các tỷ kheo do không đoạn tận ba pháp thời không có thể đoạn tận thân kiến không có thể đoạn tận nghi không có thể đoạn tận giới cấm thủ thế nào là ba không đoạn tận phi như lý tác ý không đoạn tận tu tập tà đạo không đoạn tận tánh thụ động do không đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo không có thể đoạn tận thân kiến không có thể đoạn tận nghi không có thể đoạn tận giới cấm thủ này các tỷ kheo do không đoạn tận ba pháp thời không có thể đoạn tận phi như lý tác ý không có thể đoạn tận tu tập tà đạo không có thể đoạn tận tánh thụ động thế nào là ba không đoạn tận vọng niệm không đoạn tận không tỉnh giác không đoạn tận tâm loạn động do không đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo thời không có thể đoạn tận phi như lý tác ý không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. Này các tỷ kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không tình giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Thế nào là ba? Không đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không đoạn tận bới lông tìm vết. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, không có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Này các tỷ kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp không có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba? Không đoạn tận trạo cử, không đoạn tận không chế ngự, không đoạn tận ác giới. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, không có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Này các tỷ kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận trạo cử, không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn tận ác giới. Thế nào là ba? Không đoạn tận không có lòng tin, không đoạn tận san tham, không đoạn tận biếng nhác. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, không có thể đoạn tận chạo cử không có thể đoạn tận không chế ngự không có thể đoạn tận ác giới này các tỷ kheo do không đoạn tận ba pháp thời không có thể đoạn tận không có lòng tin không có thể đoạn tận san tham không có thể đoạn tận biếng nhác thế nào là ba không đoạn tận không cung kính không đoạn tận khó nói không đoạn tận ác bằng hữu. Do không đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, không có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận san tham, không có thể đoạn tận biến nhác. Này các tỷ kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không có thể đoạn tận không cung kính, không có thể đoạn tận khó nói không có thể đoạn tận ác bằng hữu thế nào là ba không đoạn tận không xấu hổ không đoạn tận không sợ hãi tội lỗi không đoạn tận phóng giật do không đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo không có thể đoạn tận không cung kính không có thể đoạn tận khó nói không có thể đoạn tận ác bằng hữu người này không có xấu hổ này các tỷ kheo không có sợ hãi tội lỗi có phóng giật người ấy do phóng giật không có thể đoạn tận không cung kính không có thể đoạn tận khó nói không có thể đoạn tận ác bằng hữu người ấy do ác bằng hữu không có thể đoạn tận không có lòng tin không có thể đoạn tận san tham không có thể đoạn tận biếng nhác người ấy do biếng nhác không có thể đoạn tận trạo cử không có thể đoạn tận không chế ngự không có thể đoạn tận ác giới người ấy do ác giới không có thể đoạn tận không muốn ít kiến các bậc thánh không có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp không có thể đoạn tận bới lông tìm vết người ấy do bới lông tìm vết không có thể đoạn tận vọng niệm không có thể đoạn tận không có tỉnh giác không có thể đoạn tận tâm loạn động người ấy do tâm loạn động không có thể đoạn tận phi như lý tác ý không có thể đoạn tận tu tập tà đạo không có thể đoạn tận tánh thụ động người ấy do tánh thụ động không có thể đoạn tận thân kiến không có thể đoạn tận nghi không có thể đoạn tận giới cấm thủ người ấy do nghi hoặc không có thể đoạn tận tham không có thể đoạn tận sân không có thể đoạn tận si người ấy do không đoạn tận tham không đoạn tận sân không đoạn tận si không có thể đoạn tận xanh không thể đoạn tận già không thể đoạn tận chết do đoạn tận ba pháp này các tỷ kheo có thể đoạn tận xanh có thể đoạn tận già có thể đoạn tận chết thế nào là ba do đoạn tận tham do đoạn tận sân do đoạn tận si do đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo có thể đoạn tận xanh có thể đoạn tận già có thể đoạn tận chết này các tỷ kheo do ba pháp được đoạn tận có thể đoạn tận tham có thể đoạn tận sân có thể đoạn tận si thế nào là ba do đoạn tận thân kiến do đoạn tận nghi do đoạn tận giới cấm thủ do đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo có thể đoạn tận tham có thể đoạn tận sân có thể đoạn tận si này các tỷ kheo do ba pháp được đoạn tận có thể đoạn tận thân kiến có thể đoạn tận nghi có thể đoạn tận giới cấm thủ thế nào là ba do đoạn tận phi như lý tác ý do đoạn tận thực hành tà đạo do đoạn tận tánh thụ động do đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo có thể đoạn tận thân kiến có thể đoạn tận nghi có thể đoạn tận giới cấm thủ này các tỷ kheo do đoạn tận ba pháp có thể đoạn tận phi như lý tác ý có thể đoạn tận tu tập tà đạo có thể đoạn tận tánh thụ động thế nào là ba do đoạn tận vọng niệm do đoạn tận không tỉnh giác do đoạn tận tâm loạn động do đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo có thể đoạn tận phi như lý tác ý có thể đoạn tận tu tập tà đạo có thể đoạn tận tánh thụ động này các tỷ kheo do đoạn tận ba pháp có thể đoạn tận vọng niệm có thể đoạn tận không tỉnh giác có thể đoạn tận tâm loạn động. Thế nào là ba? Do đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, do đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, do đoạn tận bới lông tìm vết. Do đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động này các tỷ kheo do đoạn tận ba pháp có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp có thể đoạn tận bới lông tìm vết thế nào là ba do đoạn tận trạo cử do đoạn tận không chế ngự do đoạn tận ác giới do đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh. Có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp. Có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Này các tỷ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. Thế nào là ba? Do đoạn tận không có lòng tin Do đoạn tận san tham, do đoạn tận biếng nhác. Do đoạn tận ba pháp này, này các tỷ kheo, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. Này các tỷ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận san tham có thể đoạn tận biếng nhác thế nào là ba do đoạn tận không cung kính do đoạn tận khó nói do đoạn tận ác bằng hữu do đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo có thể đoạn tận không có lòng tin có thể đoạn tận san tham có thể đoạn tận biếng nhác này các tỷ kheo do đoạn tận ba pháp có thể đoạn tận không cung kính có thể đoạn tận khó nói có thể đoạn tận ác bằng hữu thế nào là ba do đoạn tận không xấu hổ do đoạn tận không có sợ hãi tội lỗi do đoạn tận phóng giật do đoạn tận ba pháp này này các tỷ kheo có thể đoạn tận không cung kính có thể đoạn tận khó nói có thể đoạn tận ác bằng hữu này các tỷ kheo người này có xấu hổ có sợ hãi tội lỗi không có phóng giật người ấy do không phóng giật có thể đoạn tận không cung kính có thể đoạn tận khó nói có thể đoạn tận ác bằng hữu người ấy do thiện bằng hữu có thể đoạn tận không có lòng tin có thể đoạn tận san tham có thể đoạn tận biếng nhác. Người ấy do tinh cần tinh tấn, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. Người ấy do giới đức, có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Người ấy do không bới lông tìm vết, có thể đoạn tận vọng niệm có thể đoạn tận không tỉnh giác có thể đoạn tận tâm loạn động người ấy do tâm không loạn động có thể đoạn tận phi như lý tác ý có thể đoạn tận tu tập tà đạo có thể đoạn tận tánh thụ động người ấy do tâm không thụ động có thể đoạn tận thân kiến có thể đoạn tận nghi có thể đoạn tận giới cấm thủ người ấy do không có nghi hoặc, có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Người ấy do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do đoạn tận si, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. Bảy La Mã, Kinh, Con Quả, Kaka Ca, Sút Ta 77 Này các tỷ kheo, con quạ thành tựu với 10 tà pháp này. Thế nào là 10? Ngạo nghễ, hung hãn, cường dục, ăn nhiều, độc ác, không từ bi, khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cất chứa tài sản. Này các tỷ kheo, con quạ thành tựu với 10 tà pháp này cũng vậy này các tỷ kheo vị ác tỷ kheo thành tựu với mười tà pháp thế nào là mười ngạo nghễ hung hãn cường dục ăn nhiều độc ác không từ bi khiếp nhược giọng chói tai vọng niệm và cất chứa tài sản này các tỷ kheo vị ác tỷ kheo thành tựu với mười tà pháp này Tám La Mã. Kinh Ni Kiền Tử. Ni Gantha Sutta. 78. Này các tỷ kheo. Các Ni Gantha thành tựu với 10 tà pháp này. Thế nào là 10? Không có lòng tin. Này các tỷ kheo. Là các Ni Kiền Tử. Ác giới. Này các tỷ kheo. Là các Ni Kiền Tử. Không có xấu hổ. Này các tỷ kheo là các ni kiền tử không có sợ hãi tội lỗi này các tỷ kheo là các ni kiền tử không làm bạn với các bậc chân nhân này các tỷ kheo là các ni kiền tử khen mình chê người này các tỷ kheo là các ni kiền tử chấp thủ các vấn đề hiện tại không từ bỏ những gì đã chấp thủ này các tỷ kheo là các ni kiền tử gian xảo này các tỷ kheo là các ni kiền tử ác dục này các tỷ kheo là các ni kiền tử theo tà kiến này các tỷ kheo là các ni kiền tử này các tỷ kheo thành tựu với mười tà pháp này là các ni kiền tử chín la mã kinh trường hợp hiềm hận Agatha vatthu sutta 79 Này các tỷ kheo, có 10 trường hợp hiềm hận này. Thế nào là 10? Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại ta. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm hại ta. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm hại ta. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại người ta yêu, người ta mến. Vân vân. Nó đang hại người ta yêu, hại người ta mến. Vân vân. Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến. Làm cho vị ấy tức giận không có lý do. Này các tỷ kheo, có 10 trường hợp hiềm hận này. Mười la mã Kinh nhiếp phục hiềm hận Agatha Pati Vinaja Sutta 80. Này các tỷ kheo, có 10 nhiếp phục hiểm hận này. Thế nào là 10? Hiểm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đã làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy? Hiểm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy? Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy. Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đã làm hại người ta yêu, người ta mến, vân vân. Nó đang làm hại người ta yêu, người ta mến, vân vân. Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy không làm cho vị ấy tức giận không có lý do. Này các tỷ kheo, có 10 trường hợp nhiếp phục được hiềm hận này.